Rồi, xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cúp. Và đây là hai cái ba ga dành cho anh em lên xe CD với 67 nha các bạn. Rồi, mình sẽ lên từng cái cho anh em coi. Đây là cái ba ga kiểu dẹp. Đây là ba ga kiểu dẹp dành cho anh em gắn xe CD với 67 nha. Cái này thì nó bằng inox. Inox là đưa 500 vào không hết các bạn. Này bằng inox nha. Dành cho anh em gắn CD với 67. Rồi. Tiếp theo là cái kiểu ba ga của giống thằng Zin CD với CL. Đây là cái kiểu thứ hai. Cái kiểu này thì nó có cái bẫy chuột nè. Đó, để anh em gắn đồ lên. Thì cái ba ga này nó là sắt xi chứ không phải là inox thiệt. Nó thì đưa 500 vào nó sẽ hết các bạn. Rồi, hai kiểu dành cho anh em lên xe thì tùy theo anh em thích muốn gắn kiểu nào. Gắn kiểu đơn giản. Đây là kiểu đơn giản. Và đây là kiểu rùm rạp phức tạp. Bát thì nó giống nhau các bạn. Cái khuôn khi mà nó vô thì nó giống nhau. Đương nhiên đây là phần đồ chơi. Thì bát đồ nó sẽ không khớp 100% giống như là ba ga Nhật đút vô là y bon 100%. Nó sẽ có xê dịch là 1-2mm nha anh em. Đó, lưu ý giúp mình nha. Không phải đồ chơi, bỏ vô. Đó là hàng Việt Nam nha. Rồi, anh em nào có nhu cầu mua ba ga gắn cho xe CD với 67 thì anh em liên hệ số điện thoại cho mình giúp mình. Phương thức mua hàng là những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi mình ship bưu điện vào tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn.